Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin chào thầy, con là Phạm Thị Lan, sinh năm 1973 ở thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Chồng con là Trần Quốc Thuận, sinh năm 1973. Chúng con lấy nhau sinh được hai người con. Hiện nay chồng con đã bỏ con đi theo người khác và đã có con. Con trai lớn của con tên là Trần Quốc Thuấn, sinh năm 1994. Hồi bé, cháu không biết nói, 7 tuổi mới biết gọi bà. Đến năm lớp 9, mặc cảm với bạn vì nói ngọng nên không muốn tiếp xúc với ai. Một thời gian, cháu có biểu hiện đập phá đồ đạc, nhà cửa, chặt cây. Đưa cháu lên bệnh viện Thường Tín, bác sĩ nói cháu bị bệnh trầm cảm. Con cho cháu vào bệnh viện tâm thần, bác sĩ kết luận là bị bệnh tâm thần kinh phân liệt. Cháu có biểu hiện hành động như là lấy dao băm vào đầu, vào tay, đâm mẹ vào sườn nên con phải khâu 5 mũi. Cháu đánh cả ông bà nữa. Nay con được người mách đến thầy nên con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con làm sao con lại khổ thế. Có cách gì con thoát khỏi tình cảnh này không ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Một Phật tử tên là Phạm Thị Lan ở tại Kim Đằng, Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Nói lấy chồng có hai đứa con, nhưng chồng lại sẽ bỏ ba mẹ con đi với người con gái khác, và hiện tại ông đã có con với người con gái đó rồi. Phật tử nói là có đứa con trai lớn, năm lên 7 tuổi biết nói, lên 9 tuổi học lớp 9 thì mặc cảm với bạn bè cho nên không đi học nữa, bỏ học. Và đến cái lúc mà cực điểm đó là bị bệnh trầm cảm, phải đưa đi bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh tâm thần, bị thần tâm thần, thần kinh phân liệt. Và còn thì thường hay lấy dao để băm lên đầu mình, thậm chí là đâm cả mẹ, chửi cả ông bà, vân vân, không có từ việc gì cả. Thì bảo là có người mách lên đây á, để xin thầy cứu. Không phải đâu, thầy làm gì có cái tài đeo thầu, có phải bác sĩ đâu. Thầy cũng chẳng phải bác sĩ, cũng chẳng phải là một ông thầy thuốc chữa bệnh, mà cũng chẳng phải là một ông thầy tu có thần thông. Thầy chỉ là một người bình thường thôi. Thầy thuốc không phải này, bác sĩ không phải này, rồi mong thầy tu có thần thông cũng chẳng phải này. Đó, các vị cứ nghe ai người đã nói, ai đã đồn như vậy là gì, là tin họ như vậy mà lên là gì, thất vọng đấy. Thầy chỉ có khuyên mọi người là gì, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, nghe giảng và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và ai mà tin theo làm theo thì sẽ được Phật Bồ Tát gia trì cho, hộ pháp Thiên Long Bát Bộ các ngài gì cũng gia trì cho, có thể tiêu trừ được nghiệp chướng ngay trong đời này và được hưởng phúc lạc ngay trong hiện kiếp này, thì không phải đợi đến kiếp sau đâu. Đó. Trước đây tôi cũng thường nói là có rất nhiều những trường hợp điên điên khùng khùng. Và đặc biệt là có những trường hợp điên cởi quần cởi áo lang thang ở ngoài đường, đi bệnh viện Ba Thá rồi bệnh viện Thường Tín mãi rồi cũng không khỏi. Sau đó thì đi đến đạo tràng, đến chùa, tức là đến chùa. Chúng tôi hướng dẫn cho về tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng, mà thậm chí cho một sư ông về tận quê, tận nhà ở dưới, thì ở dưới Mỹ Đức ấy. Lập ban thờ cho thờ ảnh Bồ Tát Địa Tạng, thờ Phật đó, mình gọi nôm na là thờ Phật ở tại gia. Lập cái cây hương thờ một tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng ở tại cái
đất nhà ấy, và hành trì tụng kinh Địa Tạng một thời gian, thế tự nhiên cái cháu nó điên điên lang thang nữa, nó biết về nhà. Tắm rửa sạch sẽ đi, cắt tóc đi, mặc quần áo đẹp vào, không phải là người điên nữa. Và biết nấu cơm, dần dần biết nấu cơm, biết quét nhà, biết làm việc nhà, hết sạch sành xanh, trở thành người bình thường. Thậm chí cũng có những trường hợp cũng ở quê ở Mỹ Đức, ở đoàn của Phật tử bà Hê đó, đưa lên đây điên điên khùng khùng vẫn mấy năm rồi chả biết cái gì nữa. Thậm chí là đến trước cửa chùa cứ sắn quần lên tần bẹn, gãi sần sật trước cửa Tam Bảo, trước các sư luôn, chả biết gì nữa. Có nghĩa là không biết tàm quý, không biết hổ thẹn nữa cả. Tức cái thần kinh của họ gì, họ không biết được xấu hổ là cái gì trước mọi người nữa cả. Nói cái gì không biết nữa. Gia đình đưa lên bảo là chữa bệnh, chúng tôi thấy là cũng khó. Đưa lên chữa bệnh thì cái thứ nhất chúng tôi không phải, ở đây không phải là chùa Khai Nguyên, không phải là một bệnh viện, cũng chẳng là phải là một trại tâm thần. Cho nên tôi bảo là thì thôi, thì gia đình đã có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin vào Tăng Ni ở chùa, ở trong đạo tràng ấy, thì phải có người ở đây mà trông nom để xem thế nào, để cùng tụng kinh niệm Phật. Khuyên lên mấy ngày đầu thì lên Tam Bảo thì cứ ngồi tí lại ra, ngồi tí lại ra. Thậm chí trời nóng và sắn quần lên tận bẹn trước thì ở trước cửa Tam Bảo, nói thì bà cười hình khạch chả biết cái gì. Nhưng xong mấy ngày sau, được tuần sau thì biết niệm Phật theo mọi người. Bà không biết chữ, không biết tụng kinh, nhưng biết niệm Phật. Lúc niệm Phật và niệm thật to lên. Sang tuần thứ hai thì ngồi được cả khóa lễ. Sang tuần thứ ba thì tự nhiên không đờ đẫn, không thì mắt mũi thấy tươi tỉnh trở lại. Mọi người thì thấy là biết. Và được khoảng tháng, hơn tháng thì tỉnh táo hoàn toàn. Lên xin với tôi là thôi con khỏe rồi, cho con đi về. Thế hỏi là khỏe thật chưa? Mà khỏe thật rồi. À, còn đơ đơ nữa không? Mà không đơ đơ nữa, biết rồi. Đó. Chúng ta thấy cũng có những trường hợp như thế. Nhất tâm, tín thọ phụng hành, không biết đọc kinh, một lòng thì ngồi lễ Phật và làm công quả chùa thôi, một thời gian cũng khỏi bệnh. Cái coi như đi chữa bệnh thì cũng được, nhưng mà tất nhiên phải có người, phải có người nhà để trông nom, người nhà chùa để bận nhiều công việc, không thể nào mà trông nom được. Mà tốt nhất ở nhà thì nếu nó không đi ở nhà thì về đem kinh, thỉnh kinh, thỉnh đài về nhà. Trên ban thờ thì có cái giảng kinh Địa Tạng, lấy một cái mình nghe nữa để cho có niềm tin. Và đặc biệt là gì, mình cùng tụng kinh Địa Tạng ở nhà, rồi lấy cái nước cúng hàng ngày đó, mỗi ngày múc lấy 7 chén nước dâng lên cúng trước tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng thanh bông hoa quả thành tâm, đặc biệt là 7 chén nước trong cúng già ngài. Sáng sớm hôm sau tụng kinh xong lại thay nước mới đi, cái nước cũ đó là đem gì, đem cho nó uống trực tiếp được thì tốt nhất. Nó không uống trực tiếp thì đem nấu cơm, nấu canh gì, hoặc cho vào trong cái bình nước cả nhà cùng uống. Và đặc biệt là nó uống được những cái đó. Và mình tụng kinh xong là hồi hướng nguyện cầu Tam Bảo, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng tiêu trừ nghiệp chướng cho con mình, và mong cho nó thì sớm được khỏe mạnh trở lại. Thầy nghĩ rằng gì, nếu nhất tâm làm được cái điều đó, cùng với cộng với phóng sinh tu phúc, cũng giảng lấy một vài quyển kinh Địa Tạng, nếu không có nhiều thì cũng giảng lấy một quyển, hai quyển, năm quyển, 10 quyển kinh Địa Tạng để nhà chùa có thể lại cúng giảng, biếu người khác cúng giảng, người khác họ đọc cho mình tiêu nghiệp. Có thì có thể vài chục cuốn hoặc trăm cuốn, mà không có thì một cuốn, hai cuốn cũng được. Một cuốn kinh có khoảng 20.000, 18-20.000 gì đó thôi, nó không nhiều lắm. Thầy nghĩ là có thể được. Có thể được. Mà có điều kiện thì một pho tượng, cũng rằng một pho tượng Địa Tạng con đó để hồi hướng cho cháu nó, cầu đảo bệnh cho cháu nó, rất là tốt. Có những cái trường hợp đến nói với tôi không biết là thật giả như thế nào, nhưng mà Phật tử họ đến kể với tôi, cái người thân trong gia đình đến kể với tôi. Có một người nói rằng khi mà bị bệnh rất là nặng, nằm ở trên giường bệnh mà mình gọi là chết thì chết lâm sàng. Y học bây giờ, khoa học y học bây giờ gọi là chết lâm sàng. Và cái trường hợp mà sau khi chết hơn tiếng đồng hồ, tức là mình cứ nói
tim còn đập nhưng mà hơi thở nó rất là ít rồi. Và chuẩn bị gì? Con cháu nó chuẩn bị, nó bàn cái việc gì, làm tang, đám tang. Cái câu chuyện này kể cho tôi cuối năm ngoái. À, Phật tử này thì cũng chưa phải Phật tử đâu, gọi là biết đi chùa thôi. À, đến chùa Khai Nguyên chỉ có một hai lần thôi. Thế khi mà nghe thấy họ thầy phát động cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, Phật tử này cũng phát tâm cúng dường một pho tượng Địa Tạng 3 triệu, pho tượng Địa Tạng nhỏ 3 triệu. Và một thời gian sau thì bị ốm nặng. Và khi bị ốm đó là đi đi viện đó, thì họ bảo là chết rồi đó, nhưng mà gia đình bảo là xin không cho xuống nhà xác, mà là xin chuẩn bị chết chứ, chuẩn bị chết, trường hợp này chuẩn bị chết. Thế gia đình bảo là nếu mà bác sĩ bảo là nếu mà chết thì phải để chết ở trong viện thì phải cho xuống nhà xác. À, nên gia đình là không muốn cho xuống nhà xác, cho nên đã xin là thở oxy để cho về nhà. Thế đi được nửa đường ấy, thì Phật tử này hình như ở chỗ Văn Điển, gần gần chỗ Văn Điển thì phải. À, đấy gọi là cái huyện Thanh Trì, chỉ biết là ở huyện Thanh Trì thôi chứ không rõ là nó ở khu vực nào, gần khu nào, ở huyện Thanh Trì. Và đi từ bệnh viện Bạch Mai về được gần gần nửa đường ấy, thì con cháu là thấy không thở nữa. Đi về nhà thì chuẩn bị rút oxy, bàn bạc nhau làm tang rồi ấy, thì tự nhiên lại thấy mắt mũi là hồng hào trở lại. À, và tự nhiên là thấy là oxy nó lại hoạt động trở lại, thì cái thấy ấy dần thì bà cụ lại sống lại. À, bà cụ ấy nói với tôi rằng ấy, sau đó kể cái câu chuyện đó lên lễ Phật, sau đó khỏe rồi, mấy tháng sau khỏe rồi, cuối năm về lễ Phật và ngồi nói chuyện và nói với tôi rằng lúc bà cụ ấy mà tự nhiên ấy, thấy cái trời đất quay cuồng và tối sầm lại thì thấy rằng thì thấy y như là cái cảnh giới của trong kinh Đức Phật nói cho trong kinh Địa Tạng. Bà cụ thấy mình đi đến một cái bờ biển, và trên cái bờ biển đó thì thấy cái nước thì nó bốc khói và thỉnh thoảng là thấy nó phun lửa ra, và thấy rất nhiều những loại chúng sinh chết lặn hộp trôi lăn ở trên đó. Và thấy có rất nhiều những cái loài quỷ đầu trâu mắt ngựa, rồi các loài chó, loài rắn bay nhảy lượn lờ ở trên đó và đi bắt người. Bà cụ thấy thế, bà cụ sợ quá, bà cụ mới bắt đầu là niệm Phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Bà cụ niệm được mấy câu Phật hiệu như vậy thì tự nhiên bà cụ thấy một pho tượng Địa Tạng từ dưới cái biển nó trồi lên. Và thấy pho tượng Địa Tạng nó trồi lên, và thấy từ cái pho tượng nó trồi lên và thấy đúng là Ngài Bồ Tát Địa Tạng. Ngài cầm gậy tích trượng cưỡi trên cái bông sen vàng ngũ sắc, phóng hào quang rất là gì? Là đẹp. Và dắt bà đi một đoạn. Dắt bà đi một đoạn thì khi dắt bà đi một đoạn một cái thì thấy Bồ Tát gì? Bồ Tát biến mất vào trong hư không một cái thì bà cũng đồng thời gì? Cũng tỉnh lại. Và nghe thấy tiếng con, tiếng cháu đang nói chuyện bàn về cái việc đám tang của mình. Bây giờ thấy lại thấy con cháu mình vui quá và nói rằng, người thì nói rằng mẹ đã sống lại rồi, người thì nói rằng gì bà đã sống lại rồi, người thì nói rằng đấy, ôi rồi bà lại sống lại rồi thì quý hóa, có phúc đức quá, vân vân thế này thế khác. Đó. Và sau đó thì tỉnh lại thì là không cần phải đi viện nữa. Sức khỏe của bà vài tuần sau nó ổn định dần rồi, và 2-3 tháng sau thì khỏi hẳn và lên được chùa. Đó, chúng ta thấy. Đấy là những cái câu chuyện mà chúng tôi thấy, chúng tôi thực nghiệm, thực sự được nghe từ những cái lời kể của các Phật tử khi mà hành trì kinh Địa Tạng và cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Còn cái câu chuyện mà tôi kể một lần thì như đấy ở trên Xuân Khanh có trường hợp là bà mẹ mất mà con chiêm bao thấy Phật, thấy Bồ Tát về để nhà và cứ tưởng là giả, chiêm bao thấy và vào hỏi chúng tôi đấy là ma hay là Phật.
Tôi bảo là về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng đấy 7 ngày nữa, nếu mà thấy lại y như thế, mình không mong cầu mà thấy lại y như thế hai lần nữa, tức là 3 lần thấy cảnh giới như nhau như thế, thì đó là gì? Đó là thật. Và Phật tử này về tụng thêm 7 ngày kinh Địa Tạng nữa và thấy y như thế, và vào gặp tôi xác định là đó là thật, không phải giả. Do công đức thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng và cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng mà siêu độ được bà mẹ, khiến cho bà mẹ gì sau khi chết đi được Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt từ dưới cõi U Minh, tức là ở dưới địa ngục khổ đó, để đi thoát hóa đầu thai về cảnh lành. Thậm chí cái trường hợp này có thể còn được vãng sinh nữa. Cái trường hợp ở trên Xuân Khanh tôi kể câu chuyện từ lâu rồi đó, trường hợp này có thể còn được vãng sinh nữa. Vì cái nhân tu trước đây bà cụ thì cũng đã tu rồi, cũng làm Phật tử đã tu rồi, mà khi là thấy cái điềm lành tướng lạ như vậy, không chỉ thấy Bồ Tát Địa Tạng mà còn thấy cả A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí nữa, đến để tiếp dẫn nữa. Cho nên tôi nghĩ trường hợp này có thể còn được đới nghiệp vãng sinh đó. Cho nên công đức tu tập đó, là rất là lớn như vậy, chúng ta nên gì, nên khởi cái niềm tín kính để mà hành trì. Phật tử này thầy khuyên nên tụng kinh Địa Tạng và lấy cái nước đó cho nước cúng hàng ngày đó cho con trai uống, tụng ở tại nhà mình là tốt nhất. Còn hôm nào thì lên chùa và pháp hội Địa Tạng có gì thì lên chùa, mà lễ để làm sớ để nhà chùa cũng gì cũng trợ duyên cho các sư các Phật tử cũng trợ duyên, đó là làm sớ để cầu siêu cho các oan gia cháy chủ và lịch đại gia tiên nhà mình, và cầu đảo bệnh cho cháu nó đứa trợ duyên cho thì càng tốt. Càng nhiều người trợ duyên cho thì mình càng càng tốt, càng tiêu nghiệp nhanh.